hết cái quạt trần ở bên trong nhà để cho nhân bình chúng con cho khỏi sự amen. Con cho khỏi sự giữ amen.
tử cho linh hồn du xe được lên chốn nghỉ ngơi, rời sang lắm vui vẻ vô cùng. Amen. Vì con luôn nhớ anh đã thề, thánh giá đem cho gác nặng nề đau đớn, vừa đi mà ngã xuống, hôm đồ buộc cổ kéo lôi đi. Lại ơn đức mẹ con hay xin về sự nhiệm màu này cảm ơn. Thánh ra theo đoàn Chúa đi, trên đường con nguyện linh cha ca sa thế cha thì đến đi cha thì hiện dưới đất cũng như trên trời. Kính mừng Maria đầy ơn của Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu lòng bà phúc lạ. Thánh Chúa nhân từ cho linh hồn du xe nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Ngửa trên thánh giá nành đóng chân tay thâu suốt cả, Chúa chịu đền thay hết tội đời, mẹ như dao sắc thâu qua giả. Lạy ơn đức mẹ khoan thai, xin về sớm nhiễm màu này rộng ơn, tha con khỏi các nỡ nần, khi hồn liệt xác khỏi quân giặc. Xin cho nhóm con đã lên đường người và ta nợ ơn con, như chúng con cũng thà kẻ con nợ chúng con, xin cho để chúng con trai trước cám dỗ những khi chúng con đã phải hay. Maria đi mẹ Chúa rồi cầu cho con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Thánh Chúa nhân từ cho linh hồn du xe được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Kính nhớ sự thánh thương đức mẹ ai con thì tội lỗi đền vội, thương con đã đổ máu mồ hôi, chịu quân giữ ban nơi vườn diệt, thương con chịu chiều đánh đòn nát hết thịt mình, thương con đầu đội màu gai khoai, mặc áo đỏ như hình vua già, thương con phải vác cây thánh giá, thương vác đi mà ngã khốn tay, thương con chịu đánh đóng chân tay, cùng chịu chết vì loài người thế, chấm mẹ mời thương con quá mẹ, trong lòng nên như về đắng cay, xin về nhận sự tham tiếc này, cho con mong được ăn mày phân phước. Lạy cha con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha ca sáng, nước cha khi đến như cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Ôi tin kính Đức Chúa Trời là cha mẹ tam vô cùng dựng lên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha. Cùng mẹ Chúa chúng tôi mời khen Đức Chúa Thánh Thần và người xuống thai, xin mời bà Maria đồng trinh con vong Si-ô Phi-la-tô chịu đóng đánh trên cây thánh giá, trên mà tăng xa xuống một cầu tâm ngày thứ ba mười trong kẻ chết mà sống là ai lên trời ngược về yêu Đức Chúa Cha khen tăng vô cùng. Ngày
sau bởi trời lại xuống, ban sẽ kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin đến nơi Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh Hằng có ở khắp thế này. Tôi tin phép tha tội, tôi tin sáng loài người ngày sau sống lại, tôi tin hàng sống vậy. Amen. Lạy Nữ Vương Mẹ Nhân Hồng, làm cho chúng con được sống, được vui, được cởi ý thân lạy Mẹ. Chúng con còn cháu đeo mà ở chốn cánh đầy kêu đến cùng bà. Chúng con ở nơi khóc lo, đang thờ kêu cần bà thương. Ôi ôi, mà là Chúa bầu chúng con, xin bé mà thương xem chúng con đến sau khỏi đời. Xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng và gồm phúc là á. Ôi khoan thai, nhân thai, diệu thai, Thánh Maria trọn đời đồng sinh. Amen. Con thân tư thánh thiên thần, tình điên liệt sang lan, con cảm ơn Đức Thánh Thiên Thần. Và sống lại thì chúng ta cũng tin rằng những người đã an giấc trong Đức Giêsu sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng Đức Giêsu. Dựa vào lời của Chúa, chúng tôi nói với anh em điều này là chúng ta, những người đang sống, những người còn lại vào ngày Chúa quang lâm, chúng ta sẽ chẳng đi trước những người đã an giấc ngàn thu. Vì khi hiệu lệnh đã ban ra, khi tiếng tổng lãnh thiên thần và tiếng kèn của Thiên Chúa vang lên, thì chính Chúa sẽ từ trời ngự xuống, và những người đã chết trong Đức Kitô sẽ sống lại trước tiên, rồi đến chúng ta là những người đang sống, những người còn lại, chúng ta sẽ được đem đi trên đám mây cùng với họ để nghênh đón Chúa trên không trung. Như thế, chúng ta sẽ được ở cùng Chúa mãi mãi. Vậy anh em hãy dùng những lời ấy
mà an ủi nhau. Đó là lời Chúa. Đoàn thân mến, chúng ta hãy thành khẩn dâng lên Thiên Chúa những ước nguyện sau đây: hầu cho người còn sống được ơn nâng đỡ, cho kẻ qua đời được ơn cứu thoát và được hưởng hạnh phúc muôn đời. Lạy Chúa, Chúa đã dùng bi tinh thanh tẩy mà làm cho linh hồn Giuse được trở nên con thần của Chúa. Xin ơn nhân linh hồn Giuse vào nương hằng sông muôn đời. Xin Chúa nhân nhời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã lấy chính thịt máu Chúa mà nuôi dưỡng linh hồn Giuse. Xin cho linh hồn Giuse được giải thoát khỏi xiềng xích sự chết, được ơn phục sinh và được hưởng đoàn cùng chư thần thánh trên thiên đàng. Xin Chúa nhận nhời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã phán phong cho kẻ được chết trong ơn nghĩa Chúa. Trải qua bao nhọc nhằn vất vả, linh hồn Giuse nay đã về với Chúa. Xin cho linh hồn Giuse được hương phong thanh nhàn bên Chúa. Xin Chúa nhận nhời chúng con. Lạy Chúa, xin nghe mân đôi nhìn và xót thương tất cả chúng con đây, những kẻ hằng vững tin và phụng sự Chúa đêm ngày. Xin cho niềm hy vọng cây trông của chúng con mỗi ngày thêm vững mạnh, để khi qua khỏi đời này, chúng con được Chúa đón nhận vào nương hằng sông muôn đời. Xin Chúa nhận nhời chúng con. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, xin lắng nghe lời chúng con cầu nguyện mà tha thứ mọi lỗi lầm cho linh hồn Giuse. Đức Chúa Giêsu sẽ bơi trần ở xuống thế gian 33 năm cùng chịu những sự tướng khó cho các linh hồn thiên hạ được rồi. Thì giờ chúng con xin Cha đất nhân lành vô cùng tha hoàn hoạt cho linh hồn Giuse chúng con cầu nguyện hôm nay. Hoặc còn giá nơi nơi đền tội thì xin mưa cơ thù rạp ấy cho ra, mà đem đến Chúa nhường mọi sự vui thật là nước thiên đàng, vì công việc Chúa đã chịu nan chịu chết vì chúng con. Amen. Chúa, con đã rơi bậc sau kêu đến Chúa, xin Chúa.
Hồi ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa đã phán dạy rằng: bay hãy xin thì bay sẽ được. Có linh hồn ông bà cha mẹ, bạn hữu con, xin Chúa mở cửa thiên đàng cho các linh hồn. Xin cho các linh hồn ấy được sự sáng vô cùng hằng soi. Chúng con lạy ơn ông Thánh Du Ca, thuở xưa thánh thiên thần. Du Xe là con vua Thánh David, chớ lo sợ sự làm bạn cùng Đức Thánh Đồng Trinh Maria. Vì chưng con người đã chịu thai trong lòng người, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà có. Sinh một con trai, cùng sẽ đặt tên là Giêsu. Chúng con xin ông Thánh Giuse, chúng con đang chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa. Là đấng thương tri vô cùng, đã chọn ông Thánh Giuse cho được làm bạn cùng Đức Thánh. Thì chúng con xin Đức Chúa Trời giúp sức cho chúng con được lòng kính ông Thánh Giuse. Chúng con ở thế gian này cho đang chịu ơn người. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Con cảm ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, và lại sinh ra con, cho con được làm người cùng ăn gìn giữ con, lại cho ngôi hai xuống thế làm người chuộc tội chịu chết trên cây thánh giá vì con. Cùng chịu nhiều ơn nhiều phép mỗi thánh nữa mà đã cho phần xác con ngày hôm nay. Mọi sự lành lại cứu lấy con. Ăn năn tội chẳng kịp, vậy các thánh ở trên nước thiên đàng cảm ơn Đức Chúa Trời thế nào. Chúng con trong cõi thân thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cho thế giới bỏ lời chúng con nguyện trong thương gian an thiêu thông Đức Nữ Đồng Trinh Hiển Vinh Sang Lang. Lạy cho thánh trai tìm Đức Chúa Giêsu thương xót chúng con. Lạy ông Thánh Giuse là bạn thánh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh cầu cho chúng con. Nữ Vương ban sự bình an. Đức Bà phù hộ các giáo hiếu, các thánh tử vì đạo Việt Nam. Xin Chúa cho các giáo hiếu đã qua đời được nghỉ ngơi đời đời. Yeah.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Kính thưa quý cụ, quý ông bà, quý ban ngành trong giáo xứ, kính thưa quý cụ, quý ông bà, liên quý chú, quý họ, quý ân thân nhân, quý khách xa gần. Hôm nay là kỷ niệm một năm Chúa gọi linh hồn như thế là bố của anh chị em chúng con về với Chúa. Gia đình mẹ con và anh em chúng con có các nhóm xứ để về tại đây cầu nguyện cho linh hồn của bố chúng con. Xin Chúa nhận lời của quý cụ quý ông bà mà tha phần phạt cho bố con trong dương thế trên 90 năm trên cõi đời này. Vậy con xin đại diện cho mẹ con, anh chị em chúng con xin cảm tạ và tri ân quý cụ quý ông bà, quý khách, quý ân nhân xa gần. Giờ kinh đã xong, con xin mời quý cụ quý ông bà ngồi dùng bữa nước. Xin cảm ơn.